The secret of your success lies in the power of choice. Silicon, silicon carbide, and gallium nitride power semiconductors come with very unique characteristics, offering different benefits. To provide the highest level of system performance in your application, you have to know what each of these technologies can bring to your designs. Silicon, silicon carbide, and gallium nitride, when to use them. Gallium nitride is a technology of choice at fast switching frequencies, providing the highest efficiency and power density at an overall optimized system cost for power-hungry applications. Wide bandgap materials complement silicon solutions, pushing the envelope of power efficiency, size, and weight reduction further for even higher levels of performance and enabling new topologies. Silicon carbide can withstand high temperatures and harsh environments. In addition, the possibility to use standard drivers with it makes silicon carbide an easy-to-use option for improved performance compared to silicon. Choosing legacy silicon provides you with the best price-performance ratio. This mature technology addresses a large variety of use cases in which price performance is desired. We know that the choice is not easy, but as your trusted partner with our several decades of experience in power semiconductors, Infineon, the expert in all three power technologies, is there to help you. We are also a committed and well-positioned supplier to fully support your growth at the highest quality standards. Our ramp-up capability, as well as 300-millimeter wafer fab for power semiconductors, and continuous R&D investments in next-generation wide bandgap and silicon technologies, together with our technology know-how, is all there for your success. Choose from our broad power portfolio of high quality, highly efficient, and ease of use products. Visit our website to learn more about wide bandgap technologies. Thì em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Tiệp. Thì hôm nay rất vinh dự được đến để chia sẻ một bài trình bày mà em đã làm. Có một kỳ em rất là vui với nó. Đó là một cái bài trình bày lần đầu tiên em được lên hội nghị. Là em khi ấy em còn đang ở sinh viên đại học và lúc đấy cái chủ đề này thì được dừng lại do cái phần không có sự các cái là linh kiện mà lúc đó mình có thể có. Mà hiện tại bọn khi mà em đã đi làm rồi, xong rồi bọn em lại có thể tiếp tục lại các cái dự án, các cái đề tài nghiên cứu mà trước đấy bọn em đang bỏ dở. Thì hôm nay em sẽ xin trình bày về một cái phương pháp để có thể phát hiện được cái transient của cái VDS để góp phần trong cái việc là làm cho cái van chuyển là góp phần trong cái việc là tối ưu cái khoảng dead time trong cái mạch là dual active bridge. Thì chia sẻ qua một xíu là mạch dual active bridge là một cái mạch rất là phổ biến trong rất là phổ biến và vô cùng đơn giản. Và cụ thể ở đây thì năm 1991 thì cái mạch dual active bridge 3 pha thì được ra đời bởi tác giả Dion Kerr. Và trong cái mạch này thì gồm có hai loại, đó là mạch gọi single và three phase. Thì đối với cái mạch dual active bridge này thì có cái phương pháp điều chế truyền thống, đó là phương SPS. Là phương pháp rất là dễ để có thể điều khiển điều chế cho cái bộ dual active bridge này. Và một số các cái ưu điểm của cái mạch dual active bridge này thì nó là có khả năng chuyển mạch mềm một cách tự nhiên, và đồng thời là có một được công suất cao, và đồng thời nữa là cái phần mạch từ như mọi người có thể thấy đây là cái phần điện cảm có thể dễ dàng tích hợp trong một cái pin nắp. Và chính vì thế nên là cái một được công suất của vốn đổi sẽ có thể theo đó mà tăng lên.
Thế tuy nhiên là nó sẽ vướng vào một số vấn đề liên quan, và tôi sẽ có thể tìm hiểu sâu hơn nữa một số các vấn đề liên quan đối với cái mạch này. Và trong bài trình về hôm nay thì mình sẽ cùng nhìn thì em sẽ giới thiệu với mọi người về một cái mà thường thì mình sẽ không để ý nhiều, đó là cái khoảng rất là bé trong một cái mạch trong cái mạch đua active bridge, đó là cái khoảng thời gian rest time. Thì như mọi người đã biết thì khoảng thời gian rest time là cái khoảng mà khoảng thời gian mà là vô cùng nó tuy nó bé nhưng mà nó lại mang lại một cái nó có một cái giá trị công dụng rất là lớn, bởi vì là nếu mà không khoảng rest time này thì sẽ có thể xảy ra hiện tượng shoot through. Nghĩa là cái shoot through có nghĩa là cái khoảng thời gian mà hai con van trên phía high side và low side cùng dẫn. Và khi mà hai con van high side và low side cùng dẫn thì vô hình chung là cái DC bus nó sẽ được ngắn lại, và chính vì thế là cái dòng điện nó có thể sinh ra một cái dòng điện lớn. Và nếu như mà bảo vệ không kịp thì mấy con van sẽ có thể bị phá hủy. Chính vì thế chính vì thế hiện tại sẽ đã sinh ra một vài cái phương pháp kiểu là đi sát để bảo vệ nhanh con van này. Và thứ hai nữa là cái và không chỉ thế là thời gian rest time nó còn có một cái công dụng nữa, đó là đảm bảo cái tính chịu mệt mềm cho cái bộ biến đổi. Ví dụ như là một hình được mô tả trên hình bên phải, khi để thể hiện trong quá trình chuyển mệnh thì thể hiện đơn giản trong một quá trình chuyển mệnh mềm, khi mà dòng điện lúc đấy dòng điện lúc ấy dòng điện IL lúc ấy đang chạy theo cái hướng là trong quá trình lúc mà Q4 tịnh on lên, thì cái dòng điện IL này nó đang có xu hướng xả con tụ COS SS, và khi mà con tụ COS thì xả xong thì cái tụ cái IL này nó chạy qua diode, và khi mà cái tụ đấy nó xả hoàn toàn về không trước khi mà con van Q4 nó được on lên, kiểu như được trình bày trên hình hình bên dưới, thì con van Q4 này được gọi là chuyển mệnh mềm hoàn toàn. Vậy thì nếu như trong trường hợp mà cái khoảng thời gian giữa hai lần giữa hai hai giữa 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 cái lúc mà Q1 bị ọp xuống và Q4 được on lên thì còn lead time, và nếu giả sử nếu mà còn xe lead time này nó không đủ thì vì tất nhiên là cái con Q4 này không được chuyển mềm hoàn toàn, và nó sẽ bị một cái gọi là có một tên là gọi là causal hat trick. Và nếu như mà giả sử cái thời gian mà giữa Q1 và Q4 dead time này nó lại quá dài thì lại xảy ra một số trường hợp mà như mình sẽ trình bày phân tích ở sau đây. Ví dụ như trong trường hợp mà cái khoảng thời gian con dead time nó lớn quá, tức là cái DNAP VDS nó đã xả về không rồi trước khi mà thì mà con van bên phía high high side hoặc low side tương ứng nó không bật lên, thì vô hình chung là lúc đấy dòng điện nó sẽ cưỡng bức rất dẫn qua con tụ con diode diode SD, và đối với các cái dòng van SiC 6 thì các cái điện áp thuận rơi trên con diode này tương đối lớn. Thì ví dụ như kiểu là C trên các trên dòng van kiểu của Cree Goodspeed hoặc là của Onsemi thì cái V forward này nó cỡ khoảng tầm từ 3-5 V. Và chính vì thế nên khi khảo sát cái thời gian dead time trong trong khoảng từ 0,5% của chu kỳ đóng cắt đến 2% của chu kỳ đóng cắt thì nhận thấy được là cái khoảng thời gian diode dẫn là cái chính là cái cột thứ ba ở mỗi cái hình tương ứng, nó sẽ tăng lên và tăng lên nó rất là đáng kể khi mà cái thời gian dead time này tăng lên. Không chỉ thế là cái khi mà dead time này tăng lên nó còn gây ra một số các cái hiện tượng khác, ví dụ như là cái công suất truyền tải nó lại không được như được trong lý thuyết nữa. Ví dụ trực quan như được nêu trên ở hình ở bên trái thì cụ thể là khi mà dead time nó trở nên lớn lớn mà lớn tương đối so với phase shift thì lúc đấy là nó sẽ làm hiện tượng là phase drift, và đồng thời là cái công suất nó sẽ không có giống với lại khi mà tính toán nữa, tại vì điều này nó sẽ gây khó khăn trong việc điều khiển. Và một cái vấn đề nữa là vấn đề liên quan đến ví dụ là vấn đề liên quan đến cái việc là nó sẽ một vài trường hợp là khi dead time lớn quá nó sẽ gây ra cái oscillation của cái dòng điện. Và cái điều kiện mà xảy ra cái trường hợp này là khi mà cái dòng điện nó cross qua không trong cái lúc mà dead time thì nó xảy ra cái hiện tượng oscillation này. Thì những cái hiện tượng này là những hiện tượng hoàn toàn mình không muốn, và đồng thời là trong cái đề tài này thì mình muốn là tập trung giải quyết cái vấn đề là làm sao để cái dead time này nó vừa đủ. Bởi lẽ là khi mà mạch nhưng mà vấn đề xảy ra là
là đối với mạch DAB thì cái dòng chuyển mạch nó lại phụ thuộc vào tải. Thế có nghĩa là khi mà tải thay đổi thì cái dòng chuyển mạch nó cũng thay đổi. Đấy là mình sẽ không có một cái giá trị cố định về dead time optimal. Thế thì câu hỏi đặt ra là thế nào, làm thế nào để mình có thể làm thế nào để có thể bật cái con van ngay ngay bật cái con van, ví dụ như trong cái hình bên dưới này, là làm sao để bật cái con van Q4 ngay ngay sau khi mà, hoặc là quanh quẩn cái chỗ cái lúc mà cái VDS của Q4 nó được falling xuống về không. Thì trong trong bài này tập trung giải quyết vấn đề đó. Vậy thì để mà giải quyết vấn đề đó thì trước đấy cũng có một vài cái nghiên cứu người ta cũng đề cập đến cái vấn đề này. Thì vẫn cái cách đầu tiên là cái cách mà người ta sử dụng phần mềm, và trong trường hợp này thì người ta ứng dụng trong mạch Totempo. Nhưng mà người thể thấy đây là khi mà ứng dụng phần mềm thì người ta phải dùng mà một cái sơ đồ điều khiển rất là phức tạp, đồng thời là cái thuật toán của người ta thì lại lại thuộc vào phần cứng, như là các tham số động của MOSFET, ví dụ như là cái COS, COSS và hoặc là CGD, tức là những cái tham số động của MOSFET, và cái các tham số này thì nó không chính xác và mình sẽ phải estimate từ trước. Nên là cái phương pháp này nó không chỉ phức tạp mà lại còn và cần phải có một cái nhận diện cái hệ thống cực kỳ chuẩn thì mới dùng phương pháp này được. Ngoài ra thì ngoài phương pháp phần mềm này ra thì sẽ có một vài phương pháp khác là phương pháp dùng phần cứng, thì lấy ý tưởng và thì lấy ý tưởng dựa trên là ý tưởng ở đây dựa trên cái việc là detect cái việc cái sườn sườn xuống của cái nắp PDS. Thì trong cái trường thì cái block cái general cái block chung của cái hệ thống thì được nêu trên cái hình bên trên phía bên tay phải, thì nghĩa là người ta đo cái điện áp của VDS về, và đồng thời là người ta xử lý thông qua các cái mạch high speed, các cái mạch ví dụ như là comparator tốc độ cao, và đồng thời là có thêm support và hỗ trợ của các IC ví dụ như là CPLD hoặc là cái FPGA, thì người ta có thể tạo ra một cái sung, và khi mà tạo một cái dung kết hợp với lại cái lúc cái sự kiện mà cái VDS nó được falling xuống vì không hoàn toàn. Và cụ thể trong trường hợp này thì tác giả ở cái bài báo được trình về năm 2019 này, thì tác giả đã phân áp từ phân dù mạch RC nối tiếp để phân áp cái VDS xuống, và rồi đồng thời người ta compare một giá trị là ở đây người ta ghi là VREF 3, như kiểu là mọi người nhìn thấy ở cái hình thứ năm đây, thì người ta compare một cái VREF 3, sau đó là người ta đưa vào, người ta phát hiện ra tín hiệu sườn lên và người ta đưa vào cái một cái IC CPLD để người ta tích cho con van. Thế tuy nhiên là cái phương pháp này thì người ta lại không 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 đề cập nhiều đến cách mà có thể thiết kế và tính chọn VREF 3 này, và hầu hết đấy vẫn là thử và sai cái giá trị của VREF 3 này. Tiếp tục ý tưởng đó thì có một cái phương pháp nữa lấy cái phương pháp nữa để detect cái phần silhouette của VDS đó, thì phương pháp này lấy được từ cái thông qua kỹ thuật active gate driver. Thì active gate driver thì về ý tưởng thì nó cũng chỉ can thiệp vào những vào khi ở quanh quẩn cái bù Miller, mà quanh quẩn bù Miller thì nó là cái lúc mà VDS nó được thay đổi. Thế tuy nhiên là cái phương pháp này thì nó tuy nhiên nó rất là dễ trong việc ứng dụng, như là những detect cái vùng Miller của cái VGS. Thế nhưng mà khi mà giả sử có khi mà có chuyển mạch mềm thì cái vùng Miller nó không xuất hiện, nên là phương pháp này thì lại không áp dụng được trong cái lúc mà van được giải chuyển mềm, mặc dù nó rất là đơn giản và sử dụng rất là phổ biến trong cái việc là ứng dụng active gate driver. Tiếp theo một phương pháp nữa là phương pháp cũng là sensing, nghĩa là trích một phần dòng nhỏ từ cái VDS về. Thì cụ thể như ở đây thì cái điện áp của VDS thì được đi qua một cái bộ, khi mà điện áp của VDS được đi qua một cái bộ ở đây gọi là cái bộ high pass, như là RC nối tiếp, và được chỉnh lưu, sau đó được đi qua một cái bộ output filter này, thì cái nguyên lý hoạt động của mạch đấy rất là hay và cực kỳ và rất là đơn giản. Khi mà có một cái sự thay đổi điện áp, khi mà con van bên phía một trong hai con van, ở đây mình tập trung một con van hai sai chẳng hạn, thì khi mà con van hai hai sai được khi mà con van low sai được off xuống này,
và thực hai size thì bắt đầu được on lên thì nó sẽ xuất hiện một cái kích thích bước nhảy là VDS, và kích thích này có được biểu thị bởi cái hình màu tím. Để khi mà cái hình màu tím, cái bước nhảy VDS màu tím được nhảy bậc từ 0 lên VDS thì vô hình chung là nó tạo một cái dòng dòng điện, dòng điện cũng màu hình tím này được sạc cho con tụ CS1 và sạc chạy con tụ CS1 và chạy vào cái sạc cho con tụ CP1, và cái quá trình sạc này vẫn tiếp tục cho khi đến khi mà cái VDS này nó ngừng tăng. Và khi mà VDS này ngừng tăng thì có nghĩa là cái con bên 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 dưới nó được về không hoàn toàn, thì sẽ được một cái đáp ứng đầu ra, đó là cái tích tích xung của CGS được nêu trên cái hình cái điện áp rơi trên cái con CP1 như kiểu là cái hình CP1 nêu trên đây. Vậy thì với ý tưởng này thì giả sử là mình có thể detect được cái tích này, cái tích của cái điện áp đầu ra của rơi trên CP1 và tỷ lệ với lại nó tỷ lệ với lại cái điện áp đầu vào cái DC bus, bởi vì điện áp DC bus là không đổi. Vậy thì nếu giả sử có thể tìm được mối liên hệ và cách thiết kế của mạch CS1 và RS1 này một cách cẩn thận thì có thể thông qua cái tín hiệu CC và hiệu của VCP1 mình có thể biết được là khi nào thì cái con van low side này nó về không hoàn toàn. Thì ở trong cái bài này thì tác giả đã có một cái cách biến đổi rất là hay, đó là khi mà con CS1 và CR1 này nó ở hai cái vị trí ở chân D của con van thì sẽ không có một cái vấn đề gì xảy ra khi mà mình đổi cái nhánh CS2 và RS2 này xuống bên dưới. Thì khi mà đổi vậy thì sẽ được cái hình thứ hai, đó là con CS2 và RS2. Và khi mà đổi thế thì là sẽ tạo ra một cái điểm nút ở switching nút, và ta có thể ép cái switching nút này vào và combine cái giá trị CP1 và CP2 lại với nhau thì sẽ được một cái con CP và CP và RP. Thì đối với ý tưởng này thì rất là hay về cái việc là tạo một cái mạch sensing, nó sensing cái mạch VDS ở cả phía high side và low side. Thế tuy nhiên là cái mạch này lại có một cái nhược điểm, đó là mặc dù là nó rất ít linh kiện mà linh kiện lại cực kỳ dễ kiếm, nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm, đó là khi mà sử dụng cái tín hiệu đầu ra này, cái tín hiệu của đầu ra của CP này, là để đi xử lý số liệu, để đi comparator và đưa vào các cái mạch xử lý số, thì nó lại bị một vấn đề là cái đất vô hình chung là khi mình chuyển cái vần CS2 và RS2 này lại này từ cái bên chín switch node xuống bên dưới đất này thì nó đã tách đất của cái phía mạch lực và mạch mạch xử lý tín hiệu, tức là cái mạch xử lý tín hiệu sau đó. Nên là vô hình chung cái mạch này nó lại rất khó khăn trong cái việc là xử lý tín hiệu sau này. Thế để giải quyết vấn đề này thì để giải quyết cái vấn đề này mà vẫn tận dụng được các cái ưu điểm của cái mạch sẵn có này thì trong cái bài này thì được nêu ra một cái thì trong bài này thì sử dụng mạch đơn giản hơn nữa, đó là bỏ hết cái mạch diode đi và đồng thời là chỉ giữ lại cái CS và RS và cái mạng CS, RS và CP, RP này thôi. Và nếu như mọi người để ý kỹ thì cái mạng một cái mạch này nó chính là mạch bandpass. Khi mà mô hình hóa cái mạch này ra thì nó sẽ trở thành một cái hàm truyền được nêu trên được thể hiện trên slide. Thì cụ thể trong hàm truyền này sẽ gồm có một điểm cực và gồm có hai điểm cực và một điểm không. Và khi mà một hệ thống của mình có một điểm cực và hai điểm không thì dễ dàng mình có thể tạo ra một cái flat region, tức là một cái vùng ở khoảng tần số mà tại đó thì cái tỷ số điện áp đầu ra chia cho đầu vào ấy, nó sẽ là không đổi. Và khi mình có thể điều khiển được cái điện áp đầu ra chia đầu vào không đổi thì mình có thể tạo ra một cái điện áp đầu ra tỷ lệ đầu vào và vẫn không không làm thay đổi cái dynamic của mà vẫn giữ nguyên được cái tính mà kiểu như mình đang làm một cái tạo ra một cái tín hiệu nhỏ hơn từ cái tín hiệu VDS rise and falling xuống. Và cụ thể mình sẽ trình bày ở slide sau đây như đây là khi là do mình nói ở bên kia là một cái mạch bandpass nên là vui là nó sẽ tạo một cái hình giống như cái chuông mà flat ở giữa này. Và khi một cái chuông mà có flat ở giữa này thì vô hình chung là
là đến áp đầu ra mà chia cho đầu vào, nghĩa là cái mạch detect mà chia cho cái đi áp của VDS của con van thì nó là không đổi, một tỷ số không đổi. Và nếu là sử mình điều khiển cái tỷ số không đổi để cái đi áp đầu ra có cái pic nó dưới 5 V thì có nghĩa là mình có thể điều khiển được cái đi áp đầu ra rồi. Thì cái cách mà thiết kế cái mạch này cũng vô cùng đơn giản. Nếu như quan sát cái tần số gãy của cái phần, nếu mà mình có thể dự trù được một khoảng của cái rising of falling, thì trong cụ thể trong trường hợp này thì nếu giả sử là cái body plot cái đáp ứng của cái tiến áp rising và falling của VDS ấy, thì nó sẽ được thể hiện ở trên cái hình bên dưới, và nó sẽ có một tần số cắt tại cái F cắt FC2 này là tại một phần P nhân max của T rise và T fall. Và nếu mà giả sử mình có thể biết được cái gọi là trọng cái này, giá trị này thì không cần biết chính xác. Và ví dụ trong trường hợp này thì chọn là cái T phone mà 45 nano thì có nghĩa là mình sẽ có thể thiết kế được cái điểm ở giữa này xác định chính xác được là 45 nano, và rồi là trong trường hợp hiện tại thì có thể thiết kế được là hai điểm cắt hai bên tương ứng với lại omega của cái mạng RC parallel và series ở decade below và above cái tần số này. Và khi mà xác định được cái các cái omega sen, và do là đi áp đầu ra nó chỉ có cỡ 5 V thôi, 5 V, nên là mình có thể dễ dàng chọn được cái con trở R2. Và con trở R2 này chính là con trở là mắc song song với con tụ lọc đầu ra. Thì về thì đầu ra nó chỉ cỡ khoảng dưới 5 V, này con trở R2 này cũng rất là dễ chọn, nó chỉ có cái giá trị là dưới 10 V, 10 một vài ôm, 6,8 ôm hoặc là 4,7 ôm. Con R2 rất là dễ chọn trong khoảng dưới 10 ôm. Và từ cái khi mà chọn R2 thì đúng ấy mình đã có được tất cả các cái tham số mình cần thiết, và mình tính được các cái giá trị còn lại là omega CZ, omega S, omega P, và từ đó suy ra được các cái tham số của tụ điện và điện trở cần dùng. Và dựa trên cái cơ sở đó thì ở đây có đưa ra một vài kết quả mô phỏng dựa trên cái kết quả đó, cái phân tích đó. Thì như ở đây mình có thể thấy là ở đây mình được một cái khi mà có cái VDS nó được rising lên và nó bị rising ở 400 V. Tất nhiên là trong những lúc mà ở trong trường hợp này là mô phỏng bằng cái sim, nên là cái rising này là những cái nó không có đúng với lại cái lúc mà chuyển mềm. Lúc trong mô phỏng cái sim thì mình đang để rất là nhiều ký sinh, để ký sinh ở trong cái ở chân L-strain nó hơi lớn, nên là lúc ấy nó sẽ có khá là nhiều cái rising. Nhưng mà tuy nhiên là cái xu hướng mình nói trước kia là cái mình sẽ được thu được một cái peak đầu ra ở đây có khoảng 3 V, đồng thời là nó đang cái peak, hai cái peak của đường màu đỏ và đường màu đen nó đang trùng nhau, tức là khi mà cái thằng được khi khi mà cái điện áp của VDS nó giảm về không thì cái điện áp mà mình detect được là điện áp VCP nó cũng đang lên peak. Và chính vì thế này mình có thể dùng cái điện áp giáp nhỏ dưới 3 V này mình detect được cái sự kiện là điện áp về không để mình kích con van bên phía trên lên để đạt được cái optimal dead time là tối ưu nhất. Thì để sau khi mà detect được cái phần phần điện áp đầu ra của cái CP rồi thì mình sẽ đưa một cái mạch để xử lý số. Nó rất đơn giản, đó là xử lý hai phần, phần mình xử lý phần dương và phần âm của nó, và sau đó đưa qua một cái mạch CPLD. Đó, cũng thể đơn giản hơn là mình đưa qua một cái con flip flop chẳng hạn thì nó cũng sẽ ra được kết quả tương tự, nhưng mà cái phần sau thì sẽ có rất là nhiều cách làm. Và phần này gọi là signal mixer. Cụ thể trong trường hợp đây thì khi mà được compare với giá trị tối của khoảng tầm 3 V thì mình sẽ tạo ra một cái trigger pulse, một cái xung để trigger cho cái con trigger để được cái tín hiệu là con van bên trên cần phải on lên tại thời điểm đó để được cái dead time là optimal nhất. Thì cụ thể là trong trường hợp này thì con van đã được on lên trước cái lúc mà VDM on lên, cụ thể như có thể là nhìn thấy ở cái đường màu đỏ và đường màu xanh. Thì con van đường màu đỏ là được cái đường chủ động được kích lên thông qua cái trigger pulse, cái xung trigger được generate được được tạo bởi cái điện áp VCP đó, là được hiện đồng quy driver này đang on lên trước cái đường màu xanh xanh nét đứt này.
Thì có nghĩa là phương pháp này nó đang mang lại tính hiệu quả. Và để kiểm chứng cái tính hiệu quả đó thì mình cùng đưa tất cả những cái tham số đó vào mạch, và mỗi mạch thì được trang bị, mỗi cái con MOSFET được trang bị một cả một con MOSFET có low side, mỗi con MOSFET low side được trang bị thêm một cái mạch bandpass song song với nó như hiển thị trên hình, và các tham số được nêu trên cái slide đây. Cái đèn tham điểm 20 nano thì mình được một vài cái kết quả, và kết quả là mô phỏng đó là khi dẫn các dòng điện thì nó vẫn khi mà cái điện điện áp VDS nó được rising về không, như thế đây thì cái đường màu đỏ là cái đường mà chủ động kích xung, khi mà để rising về về không là nó được kích lên, và nó sẽ tiết kiệm được một khoản rất là lớn, là từ màu đỏ này đến màu xanh đứt đứt này, là nếu là gì mà không có cái đường màu đỏ kích chủ động này thì mãi đến khi cái đường màu xanh đứt đứt này nó mới được on lên lại, cái con phía hai side nó on lên lại. Thế nhưng mà khi mà có cái trigger chủ động này thì cái đường màu đỏ này nó trigger sẽ đúng cái điểm mà VDS rising lên. Tất nhiên là đây là hiệu ứng là đây trong mô phỏng trong sim, và mình đã cũng đã mô phỏng cái display thì nó cũng với các linh kiện thật thì nó cũng đưa ra một cái chức năng tương đương, cái kết quả tương đương. Và khi mà hot switch thì hoàn toàn cái mạch này nó không bị ảnh hưởng tới tới với cái hoạt động mạch. Thì trên đây đã trình bày một cái cách để mà mình có thể detect được cái sự kiện mà VDS nó falling xuống không trong cái trường hợp mà mạch van có thể đạt được trường mềm, khi mà trong trong khi và ở thời điểm hiện tại với các con IC với con IC comparator có cái khả năng, ví dụ của TI chẳng hạn, họ có thể có một con IC mà với cái propagation delay cỡ 2,5 nano, và đồng thời là cái những cái sự support của IC CPLD hoặc FPGA thì hoàn toàn là cái phương pháp này có thể được ứng dụng và được sử dụng để giải quyết vấn đề liên quan đến automatic, cái việc là trigger dead time thay đổi cách tự động và tối ưu nhất. Thì trong cái bài này rất tiếc là chưa chưa có sự mô phỏng và chỉ có phần mô phỏng và nêu ra ý tưởng, chưa có phần phần thực nghiệm, nhưng mà hy vọng là sẽ gửi đến mọi người cái phần thực nghiệm sớm nhất có thể, và mình cũng đang triển khai lại cái phần thực nghiệm, và cũng hy vọng là sẽ có thể gửi đến mọi người cái phần update cho mọi người cái phần thực nghiệm nhất có thể. Thì xin cảm ơn mọi người vì đã tham gia lắng nghe. Em xin cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn bạn Tiệp với bài trình bày rất là thú vị. Thì em mời mọi người đặt câu hỏi ạ. Nếu mà chưa có ai có câu hỏi thì cho mình xin phép mà hỏi một số câu. Đầu tiên là cái việc mà mình dùng cái cầu điện trở ở đây thì cái vấn đề tổn hao của nó có đáng kể không? Cảm ơn câu hỏi của bạn của cậu à, nó có à, cái phương pháp sử dụng điện trở thì được sử dụng ở cái công bố slide số 7 này, thì được được người ta phân áp từ bên trên phía DS xuống trực tiếp là người ta compare với lại cái VREF. Thì thông thường cái lúc mà người ta phân áp thì cái giá trị của R7 và R8 này nó tương đối lớn, mà nó sẽ chỉ tạo một cái dòng điện rất là nhỏ chạy qua cái phần C7 và C8 này thôi, nên là cái phương pháp phân áp một điện trở này nó không có gây ra tổn hao. Thế tuy nhiên là cái phương pháp phân áp và rất nhiều cái nơi người ta làm cái phân áp bằng điện trở này. Thế tuy nhiên là khi mà phân áp bằng điện trở này thì có một vấn đề, đó là nó bị, tất nhiên là đối với mọi mạch thôi thì nó sẽ có một vấn đề liên quan đến 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 phần phần ringing và phần nhiễu, bởi vì VDS là nơi mà thay đổi điện áp, và sẽ có ringing nếu mà mạch layout không được tốt thì nó sẽ bị ringing, nên là sẽ phải chú ý về ringing trong cái lúc mà
vấn đề về parasitic khi mà dùng trực tiếp phân áp bằng điện trở. Ừ, đấy là cái ưu điểm và nhược điểm. Ok, cảm ơn bạn. Và mình có thêm câu hỏi nữa ở cái phần bạn detect ra cái điện áp để mà mình phát xung ấy. Có một công thức nào để chứng minh rằng là cái điện áp đấy luôn luôn vượt qua 3 V không nhỉ? Thế thì mình lại quay ở để trả lời câu hỏi đấy, thì ở đây mình lại quay lại slide số 11. Đó là trong trong cái lúc khi mà cái VDS và VDS được rising được tăng lên và giảm xuống, thì nó sẽ có một cái hình thể hiện là cái body plot thì như nó. Đó là mình sẽ có một cái tần số gãy ở chỗ FC1, và cụ thể là FC1 và FC3 ở đây. Thì nếu ta sửa trong trường hợp là mình phải xác định được cái FC2. FC2 tức là tại cái điều kiện mà cái con van của mình được truyền mạch rising và falling nhanh nhất, thì mình có thể xác định được cái điểm của đỉnh ở giữa này, và cái hoàn toàn cái đường flat này, cái flat horizon này là cái đường từ khoảng tầm từ 70 đến 70 này. Nó hoàn toàn mình có thể xác định được cái khoảng này thông qua công thức mình thông qua công thức của Hàm Truyền. Đây mình có thể rõ ràng là mình có thể biết cho đó là cái phần omega p omega s và omega z, và có thể tính được cái flat region này, và cái flat region này nó lại chính là cái tỷ số của cái thằng điện áp đầu ra mà chia đầu vào, tức là điện áp của VC VCP mà chia cho điện áp của VDS. Và chính chính vì thế nên là mình hoàn toàn có thể xác định được cái điểm này. Nếu như mà DC bus nó không đổi, ví dụ là 400 V, thì hoàn toàn mình có thể tính được là luôn được là cái điểm flat này nó là bao nhiêu. Chính vì thế và có thể xác định luôn được là tính được CP và CS là để mà có thể đảm bảo được cái điện áp của gia tích của nó dưới 5 V thì mình có thể xử lý được sau này. Thì đây là cái hình có thể giúp mình làm điều đó. Không biết là Xin cảm ơn. Đấy, mời mọi người đặt câu hỏi. À, nếu mà mọi người không có câu hỏi gì thì à đây bạn Duy có một câu hỏi, đó là độ chính xác của linh kiện trong mạch mixer có cần cao không? Vì điều này có ảnh hưởng tới tần số của mạch lọc. xin cảm ơn câu hỏi của Duy. Thì như như thế ở đây là ở đây thì mình xin nói kỹ hơn một xí xíu về cái mạch mạch này. Đó là cái mạch này được cấu thành bởi một cái mạch nó giống như kiểu mạch mạch bypass. Thì con tụ C2 này thì nên được chọn là vì cái vật liệu là C0G, với cái điện áp chịu được của nó thì bằng lớn hoặc bà lớn hơn ít nhất là lớn hơn cái giá trị của DC bus.
giá trị của R2 này thì có thể chọn nhỏ hơn, và giá trị của CP2 và R2 thì có thể là chọn cái điện áp và có giá trị có cái điện áp kính thủng là tầm là cỡ năm cỡ nhỏ nhỏ 50V chẳng thì theo như câu hỏi của Duy bạn Duy nói đó là độ chính xác của linh kiện trong mạch mixer có cần cao không, vì vì thế ảnh hưởng tính tần số của mạch lọc. Thì mình cũng xin giải thích là nhìn vào cái đồ thị vô điện, cái mục đích của mạch này đưa ra chỉ để làm cho chỉ để phát hiện được cái đỉnh hoặc là cái thời điểm mà VDS nó bị không thông qua cái body plot ở đây, và chính vì nghĩa là làm sao để cho cái tần số nó rơi vào trong cái khoảng sát này là được. Thì điều kiện của nó mình đang ràng buộc ở đây đó là cái điểm ở giữa mình được định nghĩa là cái omega sen, nó bằng cái một phần pi trên max của T-rise và T-fold. Thì khi giá trị max của T-rise T-fold là hoàn toàn mình có thể tính được thông qua cái điều kiện làm việc của mình, và ở đây mình tính là cái omega sen và cái khoảng flat này nó sẽ là decade below và above, tức là cái omega ở giữa ở dưới trước nó một decade và sau nó một decade, để đảm bảo được là nó cái bandwidth của nó đủ đủ rộng để có thể cover được cái vùng tần số mà không làm bị không làm cái VDS nó bị không làm ảnh hưởng đến cái phần cái giá trị mình sensing về. Nên chính vì thế là nó đang flexible chứ không phải là cố định tại một điểm. Thì mình xin trả lời thì mình cảm ơn câu hỏi của bạn. Cảm ơn câu hỏi của bạn Duy. Chắc là mọi người không có ai còn câu hỏi nữa thì xin cảm ơn bài trình bày của bạn Tiệp. Thì buổi webinar hôm nay kết thúc đây ạ.